Chó và Nai đi thi đấu giải Olympic. Lúc đầu hai người tưởng giải Olympic dễ lắm. Ai cũng nói mình là người nhanh nhất. Chạy được một đoạn thì thấy đường đua quá dài. Hai con vật chuẩn bị bốc đầu. Hai con vật phi lên trước như 10 tia sét. Hai con vật tăng tốc lên 1 tỷ km/h. Hai con vật phi vào đá. Mọi người ngạc nhiên. Nhưng hai con vật vẫn không sao. Hai con vật chạy mất dép. Lúc này hai con vật về đích. Hai con vật được vòng nguyệt quế. Hai con vật nhận vòng nguyệt quế màu vàng của động vật với số tiền là 2 tỷ USD.